Xin chào mọi người, lại là mình đây. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh, cũng như là cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhân token Laris, một dự án chạy trên nền tảng Solana nhé. Thì dự án này thì hiện tại thì vào ngày mai thì nó sẽ có một chương trình airdrop dành cho 30.000 người may mắn sẽ nhận ăn chia 3 triệu token Laris trên nền tảng Solana này nhé. Thì hôm nay thì nó sẽ có một cái form để mọi người có thể điền thông tin cũng trước cũng được. Chứ còn vấn đề mà kết nối ví hay là gì đây, như thế connect thì vẫn chưa connect đây mọi người nhé. Đây mình xem. Đấy thì chưa thể connect đâu. Ví đâu. Không bấm được. Kết nối. Ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm form cái form dự án này trước nhé. Điều đầu tiên mọi người sẽ mở chỗ này, mọi người sẽ vào cái link, sẽ vào trang chủ này này, lát nữa mình sẽ để link cả link trang chủ nhá, vào link form cũng như link trang chủ và link form thôi, còn nữa link nhiệm vụ thì mọi người sẽ vào thẳng trực tiếp có chữ Twitter đây nhá. Mọi người bấm vào đây, sau khi mọi người bấm vào đây thì nó sẽ giao diện thế này, mọi đợi một lát nhá. Ok, sau khi mọi người bấm vào thì nó sẽ đến dẫn đến một trang chủ như thế này, trang chủ của Twitter thế này nhá. Thì mọi người bấm theo dõi cho mình trước này. Sau đấy mọi người sẽ join vào các nhóm Telegram group của nó đây trước nhá. Mọi người join vào đây cho mình trước. Bây giờ join vào nhóm Discord trước này. Mọi người làm nhiệm vụ luôn, lát nữa địa chỉ việc điền form nhá. Join vào kênh Discord. Bấm chấp nhận lời mời này. Nó sẽ chuyển đến giao diện Discord ở trên điện thoại nhé, chấp nhận lời mời. Ok, thì mọi người cần phải verify nhé, bấm vào dưới này cho mình. Rồi bấm theo dõi này. Rồi, ok, mọi người kiểm tra lại xem có cần nhập mã captcha gì không nhá. Không cần đúng không ạ? Bot này không cần. Ok. Sau đấy mình quay trở lại bên bên tiếp vào Twitter nhá, tài khoản Twitter đó. Rồi. Mọi người join vào tiếp nhóm Telegram mình cho mình nha. Join vào kênh Telegram. Bấm tham gia cho mình. Dự án này khá mới. Ok. Bấm vào cho mình cái này nhá, kích vào đây cho mình. Kích này. Đấy. Để cho bot nó khỏi kích mình ra nhá. Mọi người nhớ phải bấm vào click here boost này. Đấy. Thì nó mọi người mới bấm được ở đây nhá, mọi người tham gia nhóm tức là mọi người thể chat được đây luôn nhá. Đây này. Rồi. Ok. Trở lại này. Để xem username. Rồi. Tiếp tục quay trở lại bên Telegram bên Twitter này. Follow kênh Medium, mọi người sẽ mở Medium lên cho mình nhá. Ok, sau khi join vào nhà kênh Medium rồi mọi người bấm follow cho mình nhá. Rồi. Bây giờ mọi người quay trở sang bên bên phòng làm nhiệm vụ nhé. Mình xin lỗi mọi người phải quay lại tài khoản Twitter đấy nhá. Đâu rồi ta? Tài khoản Twitter đâu rồi? À đây. Mà quay lại tài khoản Twitter, mọi người retweet lại bài đăng đấy nhá. Đây. Bấm vào xuống này, thích này, bấm vào thích cho mình. Sau đấy retweet lại bài đăng. Rồi ok. Bây giờ mọi người sẽ quay sang cái phong làm nhiệm vụ này. Đây nhá, đây nó có cái phong đây này. Mọi người sẽ điền thông tin cho mình nhá. Ở đây mọi người chọn Solana này. Ở dưới này thì mọi người sẽ chọn vào đây cho mình này. Còn ở đây là Medium, đây là tài khoản Twitter, Instagram, Discord
của mọi người nhé. Mọi người nhập vào đây cho mình. Đoạn này mọi người từ từ nhé, để mình xem nào. Đoạn này mọi người phải quay lại cái trang Twitter của mọi người nhé. Twitter đây, sang Twitter này. Mọi người làm cho mình như sau. Trước hết là mọi người chụp ảnh màn hình đoạn này lại này. Chụp ảnh màn hình này. Ok, một cái. Sau đấy mọi người sẽ bấm vào retweet lại cho mình nhé. Không phải retweet này nhé. Mọi người tắt đi. Rồi. Mọi người copy username này. Username này nhé. Project Larry này. Bấm vào đây. Click chấn tweet này. Các bạn click chấn tweet. Sau đấy viết vào nhé. Mã còng này. Rồi, sau đó mình tít lại. Ok. Tiếp theo là mở Medium lên nhé. Lúc nãy là mình mở lên Medium đúng không ạ? Bây giờ mọi người mở Medium chụp ảnh screenshot lại cho mình. Chụp ảnh screenshot nhé. Rồi, như thế này là mình follow đúng không? Mình sẽ chụp ảnh lại luôn này. Mọi người làm từ từ nhé, để ý mình làm nhé. Ok. Mở kênh Discord đúng không ạ? Discord lúc nãy mọi người mở Discord lên cho mình. Để mình xem mình thoát ra Discord chưa. À, chưa thoát rồi, ok. Mọi người sẽ quay trở lại này, bấm trở lại này. Telegram. À, từ từ mọi người sẽ bấm vào kênh Telegram trước. Chụp ảnh màn hình lại. Đá zone nhá. Ok. Mày sẽ viết một chữ. Rồi, bấm chụp ảnh màn hình lại cho mình luôn. Ok. Sau đấy quay trở lại bên này. Bấm trở lại cho mình này. Rồi, bây giờ mọi người sẽ vào tài khoản Twitter. Bấm vào ba gạch cho mình. Sau đó phần hồ sơ. Bấm vào Twitter Reply. Bấm vào đây nhá, Twitter Reply này. Sau đấy copy cái link như lại cho mình, sao chép này. Sao chép liên kết. Ok, bây giờ mọi người sẽ sang bên Discord nhá, tài khoản Discord này. Vào đây rồi mọi người sẽ gửi tin nhắn vào đây cho mình nhá, để mình xem. Android. Gửi chỗ nào ta? Twitter bot. Mọi người phải verify này. Kênh Reddit, Reddit. Twitter bot. Đây nhá, mọi người sẽ bấm vào chữ Fedback này nhá. Đấy. Sau đấy mọi người dán cái link vào đây, dán link ở copy ở trên Twitter, dán vào đây, gửi vào đây cho mình nhá. Đây, mọi người sẽ bấm vào thấy này, đấy, link của mình đấy. Ok chưa? Đấy, sau đấy mọi người chụp ảnh screenshot cho mình. Chụp ảnh cho mình nhá. Rồi. Ok. Sau đây vẫn thích bắt mình đấy. Ok, sau đấy mọi người quay trở lại phone này. Rồi, bây giờ mọi người sẽ điền đầy đủ thông tin cho mình. Đầu tiên là tên này.
bấm vào đây cho mình nhé. Sau đây là ở chỗ này, đây là tài khoản Twitter cộng với tài khoản Medium và tài khoản Discord nhé. Telegram, Discord này, Twitter trước này. À không, rồi tiếp theo là tài khoản Discord này, tài khoản Discord Telegram trước đi. Rồi tài khoản Discord này, Discord mọi người không cần viết a còng đâu nhé. Rồi ok, phần referral này mọi người sẽ nhập ở dưới phần mô tả cho mình nhé. Mình sẽ để link phần mô tả cho mọi người nhập referral đấy nhé. Ở đây thêm tệp, mọi người sẽ bấm vào thêm tệp này, mọi người chọn tệp từ thiết bị này, chọn duyệt qua này, trước hết là ảnh Twitter này, đã follow Twitter này, ok. Sau đây là bấm thêm tệp khác này, chọn ảnh trên Telegram này, Discord này, Telegram này, để không. Ok, sau khi gửi tất cả các ảnh lên rồi thì mọi người sẽ bấm vào tải lên cho mình. Rồi sau đấy mọi người sẽ lấy địa chỉ ví Solana nhé, ở trên không thể tiếc cho bộ nhớ thấp. Bây giờ mọi người sẽ lấy địa chỉ ví Solana thì mọi người sẽ lấy địa chỉ ví Solana ở trên ví Solet.io nhé mọi người. Thì ai chưa đăng ký tài khoản Solet.io thì mọi người đăng ký nhé. Đây bấm vào đây để thêm nhập mật khẩu. Solala sao chép, ok. Sau đây quay trở lại gửi vào đây. Ok, sau khi mọi người đấy chỉ ví dán vào đây rồi thì mọi người sẽ bấm phần gửi cho mình nhé, bấm vào gửi cho mình. Ok, như vậy mình đã làm xong đúng không ạ? Nói chung là nó hơi phức tạp một tí, nhưng mọi người thì nhìn thì rất phức tạp, nhưng mà mọi người phải để ý nhé. Mình sẽ nói lại một qua lần nữa nhé. Khi mọi người vào zone vào nhóm Twitter, mọi người chụp ảnh màn hình luôn nhé. Retweet lại bài đăng, gắn thẻ gắn cái username của cái tài khoản Twitter của dự án ấy, gắn vào, sau đấy đăng lại bài đăng nhé. Đấy, chụp ảnh màn hình lại. Nhiệm vụ thứ hai là zone vào nhóm Discord thì mọi người sẽ gửi cái link đấy, copy cái link tweet đấy, gửi vào trong cái FedEx ở trong nhóm Discord đấy. Sau đây mọi người chụp ảnh mình màn hình lại. Nhiệm vụ thứ ba là zone vào nhóm Telegram, mọi người zone vào rồi xong chụp ảnh màn hình lại. Còn nhiệm vụ ở tài khoản Medium mọi người không cần chụp ảnh màn hình lại nhá. Sau đấy mọi người sẽ điền tất cả thông tin ở như ở trên cái form này rồi mọi người gửi lên thôi. Đấy, nó đơn giản chỉ gói gọn như thế nhá mọi người. Làm lúc đầu mình làm nó chưa được lâu, chưa được run tru thì nó sẽ nhìn cảm thấy phức tạp, nhưng mà mình nói lại thì mọi người sẽ làm như thế là nó sẽ đơn giản hơn đúng không? Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án nhận token Larit nhá, từ nền tảng Solana. Còn ví Solana.io, Solet.io thì mọi người có thể lên gõ từ là Solet.io thì nó sẽ ra giao diện ví, mọi người có thể đăng ký một cái tài khoản nhá. Nó đơn giản thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những dự án tiếp theo.